thiết bị lọc nước RO công nghiệp công suất 500 lít trên giờ, lọc nước phục vụ cho trại gà sử dụng để uống cho công nhân tại đây. Hiện tại ở đây khu vực vùng sâu chưa có nước thủy cục, chủ đầu tư sử dụng nước giếng để phục vụ cho trang trại chăn nuôi và uống trực tiếp. Sau quãng đường di chuyển 70 km từ trung tâm thành phố, chúng tôi cũng đã đến nơi lắp đặt. Các phần cơ bản đã lắp đặt tại xưởng, bây giờ tiến hành đi đường ống và kết nối các thiết bị còn lại. Hệ thống này, chúng tôi lắp thiết bị hoàn toàn bằng inox SS304, sử dụng van tự động. Hệ thống cài đặt xúc xả tự động theo cơ chế lắp đặt trên tủ điện. Tủ điện này, chúng tôi dùng vỏ tủ inox. Đường ống hoàn toàn bằng ống PPR, xài bền, chịu được áp lực cao. Bồn chứa nước sử dụng hai bồn inox của hãng Tân Thành, bảo hành lên đến 10 năm. Sản phẩm thuộc tập đoàn Tân Á Đại Thành. Hệ thống ở đây chúng tôi sử dụng để phục vụ cho trại gà cũng như cho công nhân sử dụng để uống, vì khu vực này rất xa trung tâm. Đi chợ bình nước xa khó khăn, anh chủ đầu tư luôn hệ thống dùng để uống trực tiếp mà không cần phải mua nước. Điện đã được cấp vào các van tự động và bây giờ đang tiến hành đấu nối các thiết bị nữa cho chạy thử vận hành lấy nước sạch để sử dụng. Nước trước khi cấp vào hệ thống được lắp đặt 3 trụ lọc thô, 3 trụ tiền xử lý giúp bảo vệ màng RO. Sau lọc thô, hệ thống tiếp tục được trang bị cốc lọc tinh Big Blue, qua đó loại bỏ các cặn bẩn một lần nữa mà 3 trụ lọc thô không xử lý được. Ngay tại đây, gắn một công tắc áp suất để bảo vệ bơm trục đứng. Khi nào có nước, bơm trục đứng mới được phép làm việc. Trên bộ điều khiển trung tâm, chúng tôi có gắn các đồng hồ và lưu lượng kế, theo dõi dòng nước sạch cũng như nước thải. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại Phú Giáo, Bình Dương. Khuôn viên trại gà ở đây, diện tích rộng khoảng 2 hectare. Có 5 trại gà. Nước chúng tôi lọc nước giếng, lọc thô trước khi cấp qua hệ thống RO. Ở phía sau, đầu tư bể xây, lọc nước phục vụ cho mục đích nuôi gà. Video tiếp theo, chúng tôi chia sẻ chi tiết cho bà con tham khảo. Bà con nhớ đón xem nhé. Hệ thống này có 3 van tự động. Điều khiển xúc xả cài đặt theo thời gian. Autovan của hãng Ronsin. Hiện tại thì các bạn kỹ thuật đã lắp đặt thiết bị và lên khung hình xong. Chờ cấp điện cho thiết bị nữa, tiến hành test chạy thử và lọc nước lấy nước sạch để sử dụng. Hệ thống sử dụng hai màng RO, màng 4040. Có các thiết bị bảo vệ hệ thống như van điện từ, công tắc áp suất và các thiết bị để theo dõi lưu lượng, theo dõi áp lực của bơm cũng như áp suất làm việc của hệ thống. Ở đây có hai màng RO 4040, có đèn UV diệt khuẩn, nước sạch chứa ra bồn inox 500 lít. Chúng tôi có lắp đặt các hệ thống xử lý nước cũng như thiết bị RO, máy lọc nước dân dụng, máy lọc nước công nghiệp. Bà con có nhu cầu lắp đặt thì liên hệ trực tiếp số hotline để được hỗ trợ cũng như tư vấn báo giá, chính sách giá cho bà con tham khảo.